Những ngày gần đây, trước việc một số đối tượng cơ hội chính trị như Trần Quốc Khánh, Lê Trọng Hùng bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra về hành vi chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các phần tử cơ hội phản động trong và ngoài nước được dịp lu loa lên rằng hai đối tượng này bị bắt vì lý do tự ứng cử đại biểu quốc hội. Thực chất, đây chỉ là một trò hề mà những kẻ núp bóng đấu tranh vì tự do, dân chủ, nhân quyền thường làm mỗi khi có nhà dân chủ nào đó bị bắt, xử lý thì họ lại mượn vỏ bọc của kẻ bị bắt để xuyên tạc, thay đổi bản chất sự việc, tạo cớ bôi nhọ chính quyền, vu khống bầu cử tại Việt Nam là thiếu tự do, dân chủ. Trần Quốc Khánh, quê ở Kim Sơn, Ninh Bình, thường trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Từ cuối năm 2018 đến hết năm 2020, trong thời gian sinh sống ở Ninh Bình, Đối tượng này thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook, đăng hoặc livestream, xuyên tạc thông tin, phỉ báng chính quyền địa phương, bịa đặt thông tin, gây hoang mang dư luận. Còn Lê Trọng Hùng, vốn là một thầy giáo nhưng tha hóa, biến chất, thành viên cốt cán của phong trào chấn hương nước Việt, một kênh YouTube phát livestream chuyên bàn về cái gọi là dân oan, xã hội, giáo dục. Theo dõi kênh của Hùng, toàn những clip khá nhảm nhí, thô bạo nhưng lại mang màu sắc chính trị. Trong đó nội dung chủ yếu là xuyên tạc bản chất chế độ thông qua việc đả phá, làm méo mó chủ trương, đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng, nhà nước. Còn cái gọi là phổ biến hiến pháp của Lê Trọng Hùng tại điểm nóng Đồng Tâm, đây thực chất là hành vi lợi dụng để kích động chống phá nhà nước việt nam không ngăn cấm việc tuyên truyền phổ biến pháp luật thậm chí còn khuyến khích và có chính sách hỗ trợ tạo điều kiện đối với cơ quan tổ chức doanh nghiệp cá nhân tham gia thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật tuy nhiên sẽ là vi phạm pháp luật nếu lợi dụng phổ biến giáo dục pháp luật để xuyên tạc chủ trương đường lối của đảng pháp luật của nhà nước tuyên truyền chính sách thù địch gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức, cá nhân. Dù biết mình không hội đủ các tiêu chuẩn của đại biểu quốc hội, nhưng Trần Quốc Khánh và Lê Trọng Hùng vẫn tuyên bố tự ứng cử theo cách của riêng mình, không theo quy trình, quy định của pháp luật. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng cố biến tướng, đánh lạc hướng dư luận, hình thành một sự lầm tưởng rằng đảng, nhà nước gây khó dễ cho những người tham gia ứng cử tạo cớ cho các thế lực bên ngoài vu khống cuộc bầu cử tại Việt Nam là thiếu tự do, dân chủ. Có thể khẳng định đây là một kỳ chiêu trò nhằm là tuyên truyền hạ uy tín là nhà nước Việt Nam chúng ta, cũng như là để thanh minh là chối tội cho các đối tượng. Việc những đối tượng như là Lê Quốc Hùng, rồi Trần Quốc Khánh bị bắt, thì cần phải khẳng định rằng là không phải là bởi vì đối tượng ra ứng cử đại biểu quốc hội mà đối tượng bị công an bắt khởi tố là bởi vì đối tượng có những hành vi vi phạm pháp luật ở trên thực tế. Và những hành vi vi phạm pháp luật này của các đối tượng thì cũng đã diễn ra trong một quá trình và lực lượng công an cũng đã có một thời gian để củng cố tài liệu chứng cứ chứ không phải đến thời điểm là ứng cử bầu cử đại biểu quốc hội thì đối tượng mới tiến hành hoạt động và vi phạm pháp luật. Nói một cách khác là nếu như những đối tượng này không ra ứng cử đại biểu quốc hội thì với những hành vi vi phạm pháp luật thông bình, đối tượng cũng có thể là bị lực lượng công an bắt và khởi tố. Từ chủ trương, chính sách của Đảng đến triết pháp, pháp luật của nhà nước đều khuyến khích người có đức, có tài, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân để góp sức xây dựng đất nước. Thực tế đã có những người hội tụ đủ phẩm chất, tiêu chuẩn đã tự ứng cử thành công được cử tri bầu làm đại biểu và có đóng góp tích cực cho nước nhà còn những kẻ lợi dụng quyền tự ứng cử để chống phá đất nước chắc chắn sẽ phải nghiêm trị